Trong số những tân binh cập bến sân Old Trafford dưới thời của Erik ten Hag, có lẽ nhiều người trong số chúng ta đều cho rằng Casemiro chính là bản hợp đồng tuyệt vời nhất. Anh không đến vào mùa hè như những Eriksen, Malacia hay Martinez, nhưng chẳng cần mất quá nhiều thời gian, cựu sao Real đã chứng minh giá trị của mình. Đó không chỉ là màn trình diễn thượng hạng giúp Man United lột xác hay giải quyết bài toán nan giải ở vị trí số 6 trong nhiều năm qua, mà anh còn nâng tầm những người đồng đội chơi bên cạnh mình. Quả thực, thương vụ Casemiro là quyết định cực kỳ sáng suốt của Erik ten Hag cùng với ban lãnh đạo. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng Random Football nhận định về tiền vệ người Brazil. Anh chính là định nghĩa hoàn hảo về sự vĩ đại. Man United đã tìm lại niềm vui chiến thắng sau hai trận đấu không thành công tại Premier League, đặc biệt là thất bại đáng tiếc trước đội đầu bảng Arsenal. Trận đấu mà Quỷ Đỏ không có sự phục vụ của Casemiro do án treo giò. Scott McTominay tuy đã chơi rất cố gắng, nhưng Mad Dog chẳng thể nào khỏa lấp nổi vị trí mà tiền vệ người Brazil để lại. Scotty đã để cho những Thomas Partey, Granit Xhaka hay Martin Odegaard thoải mái cầm bóng điều tiết và liên tục dồn ép hàng phòng ngự Man United. Thậm chí, pha phán đoán không chính xác tình huống bóng cuối trận của anh đã khiến cho đội nhà phải nhận bàn thua ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Chỉ sau 90 phút tại Emirates, tất cả chúng ta đều phải công nhận tầm quan trọng của Casemiro trong đội hình của Quỷ Đỏ. Dù từng nhận phải rất nhiều hoài nghi và chỉ trích khi mới cập bến Old Trafford sau khi đã no nê danh hiệu tại Real Madrid, đồng thời với độ tuổi 30 thì động lực thi đấu cũng là điều khiến nhiều người lo ngại ở anh. Nhưng rồi Casemiro đã khiến cho mọi ý kiến trái chiều về anh đều bị dập tắt với màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Có anh trong đội hình xuất phát, Man United chỉ nhận duy nhất một thất bại. Và chúng ta đã thấy được sự khác biệt giữa việc có tiền vệ sinh năm 1992 và không có anh ở hai trận đấu với Arsenal và Nottingham Forest. Dù trình độ giữa hai đối thủ này là vô cùng chênh lệch, nhưng khi mà Casemiro tái xuất tại bán kết lượt đi Carabao Cup, Quỷ Đỏ đã chơi thanh thoát hơn rất nhiều. Anh còn là người góp dấu giày vào hai bàn thắng ngay trong hiệp 1, đó là đường kiến tạo cho Rashford lập công và một đường truyền chính xác tạo điều kiện cho Anthony dứt điểm trước khi tân binh Wout Weghorst đá bồi, nâng tỷ số trận đấu. Cựu danh thủ Roy Keane, người vẫn hay đưa ra những chỉ trích với các cầu thủ Man United, dù họ thi đấu tốt hay thất vọng, đã bất ngờ dành nhiều lời ca ngợi cho Casemiro sau khi chứng kiến sự trở lại cực kỳ ấn tượng của anh. Chia sẻ với kênh Sky Sport, đội trưởng một thời của Quỷ Đỏ hoàn toàn bị số 18 thuyết phục. Casemiro là một cầu thủ lớn đối với Man United, đó là một bản hợp đồng tuyệt vời. Chúng ta rõ ràng đã thấy điều này vào cuối tuần khi cậu ấy không thi đấu. Man United đã gặp nhiều khó khăn trước Arsenal. Họ thua trên sân Emirates khi không có Casemiro. Cậu ấy là một tài năng, cậu ấy giàu kinh nghiệm và có cá tính lớn. Cậu ấy có ảnh hưởng lớn đến trận đấu. Casemiro phòng thủ và cầm bóng rất tốt. Không những vậy, cậu ấy còn làm cho những người chơi xung quanh trở nên tốt hơn. Đó là điều mà những cầu thủ tuyệt vời vẫn làm. Tôi nghĩ cậu ấy là bản hợp đồng tốt nhất ở Premier League hè 2022. Cậu ấy ảnh hưởng đến trận đấu, là nhân tố quan trọng giúp đội bóng giành những chiến thắng. Đẳng cấp của ngôi sao xứ sở Samba đã được chui rèn trong quãng thời gian dài chơi bóng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ mà anh có được đã biến Casemiro thành một tiền vệ đẳng cấp thế giới, với bản lĩnh của nhà vô địch kèm một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Man United đang trong quá trình tái thiết và Erik ten Hag rất cần những cái tôi lớn, những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và mang DNA của nhà vô địch để vực dậy đội bóng. Vì vậy, Casemiro chính là cái tên hội tụ đầy đủ những yếu tố này và anh đang chứng minh điều đó trong từng trận đấu vừa qua. Không những vậy, chàng trai 30 tuổi còn nâng tầm những người đồng đội chơi bên cạnh mình. Điển hình rõ nhất có lẽ chính là Fred. Đại đế đã thi đấu vô cùng tốt trước Man City và đang dần trở thành quân bài chiến lược quan trọng của chiến lược gia người Hà Lan tại mùa giải năm nay và có thể là cả trong tương lai nữa. Cùng với đó là bộ tứ vệ đã chơi chắc chắn hơn với số trận giữ sạch lưới thuộc top đầu Premier League. Mọi đồng đội khi có Casemiro chơi bên cạnh đều cảm thấy vô cùng yên tâm và dần phát huy tối đa khả năng của mình. Khả năng lãnh đạo và chỉ huy cũng được số 18 phát huy cực kỳ hiệu quả. Sự chuyên nghiệp của cựu sao Real Madrid cũng đáng để các đồng đội học tập. Một báo cáo mới từ The Telegraph đã nêu chi tiết cách mà Casemiro đã giúp thúc đẩy các tiêu chuẩn kể từ khi đến Man United. Anh là một trong những người đầu tiên đến buổi tập và là một trong những người cuối cùng rời đi. Tiền vệ này cùng với Bruno Fernandes và David De Gea
thường đến sớm để ăn sáng với các đồng đội ở câu lạc bộ. Sự chuyên nghiệp của anh đã được ca ngợi và người ta cũng cho rằng Casemiro đã tạo ra ảnh hưởng đến một đội bóng từng thiếu kỷ luật và định hướng trong một mùa giải hỗn loạn năm ngoái. Chính Erik ten Hag đã hết lời ca ngợi cậu học trò và luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của anh tại Man United thời điểm hiện tại. Tôi rất vui vì Real đã để cậu ấy tới Man United, nhưng bạn cũng thấy tại World Cup, anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Phân tích của tôi trước mùa giải là chúng tôi cần vị trí số 6 đó và anh ấy đang đảm nhiệm xuất sắc vị trí đó. Anh ấy là chất kết dính giữa các viên đá, khả năng phòng ngự của anh ấy, khả năng tổ chức của anh ấy giúp ích rất nhiều cho đội bóng. Anh ấy biết vị trí của mình, dự đoán và chỉ dẫn các cầu thủ vào đúng vị trí, giành được bóng ở khu vực giữa sân. Anh ấy có khả năng cạnh tranh để cống hiến cho các đội bóng ở cấp độ cao nhất. Không có nhiều cầu thủ chất lượng như vậy trên thế giới. Anh ấy là một trong số họ và chúng tôi thực sự rất vui khi có anh ấy trong đội. Trong giai đoạn trước mùa giải, chúng tôi đã thảo luận rất nhiều, nhưng bạn cần cầu thủ phù hợp và chúng tôi chắc chắn có cầu thủ phù hợp. Tôi thực sự hạnh phúc cho Man United vì đội bóng này có được anh ấy và vì anh ấy thực sự đang nâng cao giới hạn cho Man United. Dù mới chỉ chân ướt chân ráo gia nhập Premier League, nhưng Casemiro đã cùng với những tiền vệ hàng đầu tại giải đấu này như Rodri, Bruno Guimarães hay Moises Caicedo đạt 3 cột mốc trên 100, bao gồm tranh chấp tay đôi thành công, thu hồi bóng và tịnh tiến bóng đến 1/3 cuối sân. Chất lượng của Casemiro ở vị trí tiền vệ phòng ngự chưa bao giờ bị nghi ngờ. Khả năng tắc bóng, đọc trận đấu và đánh chặn của chàng trai sinh năm 1992 là tuyệt vời. Tuy nhiên, kỹ năng truyền và phân phối bóng của Casemiro thường là các pha truyền tịnh tiến lên phía trước, cũng giúp thay đổi tuyến giữa của Man United rất nhiều. Nhiều năm qua, đội chủ sân Old Trafford thường xuyên đánh mất tuyến giữa do họ không thể mang về một số 6 đúng nghĩa. Nemanja Matic có thể là một ngôi sao tài năng, nhưng anh gia nhập Quỷ Đỏ trong bối cảnh đã dần bị tuổi tác bắt kịp và không còn có thể thi đấu với cường độ cao. Casemiro tuy đã 30 tuổi, nhưng anh đang là nhà đương kim vô địch châu Âu và vẫn chinh chiến cùng với Real Madrid trong các trận đấu quan trọng ở mùa giải vừa qua. Cùng với đó, động lực chinh phục thử thách mới luôn có sẵn trong người của tiền vệ người Brazil. Vì vậy, chẳng có lý do gì để nghi ngờ về khả năng của anh. Chàng trai xứ sở Samba đang trở thành cầu thủ được yêu mến bậc nhất của đội bóng. Những màn ăn mừng cảm xúc hay giá trị mà anh mang lại đang biến Man United lột xác mạnh mẽ. Họ đã rũ bỏ bộ mặt bạc nhược nhiều năm qua, trở thành một đội bóng sở hữu tinh thần chiến đấu kiên cường và tất cả ngôi sao đều hướng về mục tiêu chung, đó là thành tích của câu lạc bộ. Tất nhiên, chúng ta không thể bỏ qua vai trò của Erik ten Hag. Ông đã rất cẩn trọng trong việc sử dụng Casemiro khi anh vừa cập bến Old Trafford. Thời gian ra sân ban đầu ít ỏi và tăng dần lên qua từng trận. Mục đích là để số 18 có thể hiểu rõ lối chơi mà ông xây dựng để hòa nhập một cách tốt nhất, chứ không thể vội vàng rồi lại thất bại. Bản thân chàng trai 30 tuổi cũng hết lời ca ngợi ông thầy mới của mình, dù trong sự nghiệp anh đã làm việc với rất nhiều nhà cầm quân lão luyện và đầy tài năng. Ông ấy là một huấn luyện viên rất thông minh. Ông ấy biết mình có thể yêu cầu điều gì từ mỗi cầu thủ. Tôi muốn nói rằng ông ấy không yêu cầu tôi bất cứ điều gì mà tôi không thể làm. Rõ ràng là tôi có thể đóng góp cho đội. Tất nhiên, huấn luyện viên sẽ điều chỉnh, nhưng ông ấy không yêu cầu bất cứ điều gì khác với những gì tôi đã làm trong suốt sự nghiệp của mình. Ông ấy chắc chắn là một huấn luyện viên bị ám ảnh bởi chiến thắng. Rất ít huấn luyện viên trong sự nghiệp của tôi có cùng nỗi ám ảnh như vậy. Ông ấy là người luôn muốn giành chiến thắng, ngay cả khi tập luyện. Ông ấy luôn muốn điều tốt nhất. Đó là một huấn luyện viên chăm chỉ, người đòi hỏi rất nhiều từ các cầu thủ của mình để chúng tôi luôn ở trạng thái tốt nhất, và điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi. Casemiro đã cảm thấy cực kỳ thoải mái và hạnh phúc khi gia nhập nhà hát của những giấc mơ, một cảm giác khác hẳn so với những gì anh từng trải qua tại Real Madrid. Và khi một ngôi sao cảm thấy muốn gắn bó với câu lạc bộ, cũng là lúc họ sẽ cống hiến những gì tốt nhất của bản thân. Tiền vệ người Brazil đã, đang và sẽ là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Manchester United. Sự bền bỉ, đẳng cấp cùng với khả năng nâng tầm đồng đội đã biến anh trở thành một cầu thủ toàn diện về mọi mặt. Đẳng cấp thế giới của Casemiro là không cần phải bàn cãi, và giờ nó còn trở nên vĩ đại hơn tại Old Trafford. Không nhiều cầu thủ có thể thay đổi bộ mặt của đội bóng chỉ sau vài tháng cập bến, nhưng với ngôi sao sinh năm 1992, anh đã làm được điều đó, không chỉ mang đến sự chắc chắn cho đội bóng, và anh còn làm tốt vai trò hỗ trợ tấn công bằng những đường truyền hay thậm chí là cả ghi bàn. Hành trình phía trước vẫn còn rất gian nan với mật độ thi đấu dày đặc. Cùng với đó là Quỷ Đỏ còn tham gia đủ cả 4 đấu trường. Tuy vậy,
cơ hội giành danh hiệu đầu tiên đang rộng mở tại Carabao Cup, và đó sẽ là cú hích tinh thần cực lớn với Casemiro cùng toàn thể đội bóng. Cựu sao Real đã đến và mang DNA của nhà vô địch. Giờ đây, anh đang đứng trước cơ hội mang về danh hiệu cho Man United sau hơn 5 năm chờ đợi. Hy vọng rằng tương lai của Casemiro sẽ còn giúp đội chủ sân Old Trafford tiến bộ hơn nữa và gặt hái được thành công cùng với Erik ten Hag. Casemiro, anh chính là định nghĩa hoàn hảo về sự vĩ đại. Dù ở bất cứ môi trường nào, chàng trai xứ sở Samba đều thể hiện được giá trị của mình. Hãy tiếp tục phát huy khả năng của mình tại nhà hát của những giấc mơ và cùng chinh phục thành công trong màu áo đỏ trong tương lai. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!